Anh chàng da đen này đang đi tản bộ, vừa quay người liền đâm sầm vào một người đàn ông da trắng. Anh da đen thấy vậy liền xin lỗi anh ta, vừa giúp anh da trắng nhặt túi xách lên. Kết quả, cảnh sát nghe vậy chạy tới. Anh da đen thấy vậy chỉ có thể chạy vào trong phòng trốn. Cảnh sát và anh da trắng cũng đuổi theo. Anh da đen nhảy lên chạy xuống khắp phòng, nhưng cuối cùng vẫn bị cảnh sát tóm gọn. Anh da đen cố gắng giải thích, nhưng căn bản không ai tin anh cả. Anh da trắng thậm chí còn nói, cảnh sát, tôi muốn khiếu cáo anh ta. Kẻ này chính là nhân tố nguy hiểm đối với xã hội. Anh da đen bị cảnh sát đưa đi như vậy đấy. Mà anh ta không biết rằng, nhờ vậy mà anh trở thành một tỷ phú. Anh tên là Billy, là một tên ăn mày, suốt ngày không có gì để làm, chỉ giả vờ làm người tàn tật xin ăn trên đường, nhưng lần nào cũng bị cảnh sát phát hiện. Lúc anh ta bị cảnh sát bắt vì anh da trắng, có hai sếp lớn trong phòng đã đánh cược. Nếu một tên ăn mày và giám đốc của bọn họ hoán đổi thân phận, thì tên ăn mày cũng có thể quản lý thấp công ty, và giám đốc sau khi trắng tay nhất định cũng chỉ có thể làm ăn xin bên đường. Nhưng một ông sếp khác lại không tin. Cứ như vậy, hai người bắt đầu đánh cược. Mà giám đốc trong lời của bọn họ thực ra chính là anh da trắng ban nãy, Louis. Một hôm, Louis đến công ty tham gia hội nghị, sếp đã sắp xếp một người cố ý đụng vào anh ta. Sau đó, có người nói mình đã bị mất tiền, mà số tiền lại được phát hiện ở trên người của Louis. Anh ta còn chưa kịp giải thích thì đã bị cảnh sát đưa đi. Đến cục cảnh sát, họ lại phát hiện trong quần áo anh ta có ma túy. Đã đến nước này thì anh ta hết đường chối cãi, bị nhốt vào tù. Còn Billy thuận lợi được sếp bảo lãnh cho ra ngoài. Sếp hứa sẽ cho anh tiền, nhà và công việc. Lương tháng 8.000 đô, Billy không biết bọn họ cần gì ở một người ăn xin như mình. Nhưng dù sao cũng không bị thiệt, thế là anh theo bọn họ đến nhà giám đốc công ty. Quản gia vô cùng phối hợp tiếp đón anh. Sau khi thay đổi quần áo, sếp nói với anh, tất cả những gì ở đây đều thuộc về anh. Nhưng anh căn bản là không tin. Sau khi trực tiếp đập nát một bình hoa có giá trị không nhỏ, anh mới chịu chấp nhận hiện thực. Đêm hôm đó, anh mời rượu tất cả mọi người trong quán bar và mời họ đến nhà mình tiệc tùng để tranh xả. Cuộc sống của anh ta trở nên muôn màu muôn vẻ, nhưng anh da trắng lại không được như thế. Anh da đen này vốn là một tên ăn mày, hiện tại đã biến thành ông chủ một công ty, mà tất cả đều chỉ vì một người da trắng, Louis. Sau khi anh ta bị sếp gài bẫy vào tù, cô vợ chưa cưới của anh ta dùng tiền bảo lãnh anh ta ra ngoài. Nhưng cô vợ chưa cưới bắt đầu ghét bỏ anh ta và rất thất vọng về anh ta, mãi anh ta mới dỗ dành được cô vợ chưa cưới. Thì đột nhiên một người phụ nữ xuất hiện, làm vài hành động mờ ám với anh ta trước mặt vợ chưa cưới. Cô vợ chưa cưới tức giận, trực tiếp tát anh ta một cái, mà anh ta cũng có nỗi khổ khó nói thành lời. Tận mắt chứng kiến cô vợ chưa cưới rời đi, sau đó người phụ nữ, Ophelia nói với anh ta, mình chỉ đùa chút thôi mà, có người thuê cô ta đến làm vậy. Nhưng lúc đó, người này đã biến mất rồi. Sau đó Louis hứa với Ophelia, chỉ cần cô ta đưa anh ta về nhà, thì sẽ trả tiền xe gấp đôi cho cô ta. Nhưng khi anh ta về đến nhà mình, thì quản gia giả vờ không nhận ra anh ta, trực tiếp đóng sập cửa nhà. Louis vô cùng bàng hoàng. Tiếp theo, anh ta tới ngân hàng rút tiền, kết quả bị thông báo thẻ của anh ta đã bị đóng băng hết. Và tất cả thẻ ngân hàng cũng đã bị thu hồi lại. Sau khi ra khỏi ngân hàng, Louis rất tuyệt vọng. Ophelia định cao chạy xa bay, nhưng khi cô ta nhìn thấy bàn tay của Louis, cô ta liền thay đổi chủ ý, cô ta đã đưa Louis về nhà mình. Sau khi nghe Louis kể về chuyện của mình, cô ta còn nói, tôi sẽ giúp anh giành lại vị trí, nhưng bù lại, anh phải trả cho tôi một số tiền lớn. Cứ như vậy, không thương lượng gì nữa. Hiểu chưa? Mà phía bên kia, Billy cũng đã đến công ty, hai ông sếp bồi dưỡng anh đều là những chuyên gia kinh tế, giúp khách hàng mua hàng đúng kỳ hạn, mặc kệ là lỗ hay lãi, họ đều có thể rút được tiền hoa hồng từ đó. Billy rất có thiên phú, anh không chỉ có thể hiểu rõ công việc này, mà còn lên tay rất nhanh khi sếp đang chuẩn bị mua cổ phiếu của thịt lợn. Billy lập tức ngăn cản họ lại, bảo rằng giá nhất định còn giảm nữa. Sau đó, anh tỉ mỉ phân tích một hồi, ánh mắt hai sếp đã phải nhìn anh bằng con mắt khác. Kết quả, giá cả lại tiếp tục giảm. Lần này, Billy giúp hai sếp tiết kiệm được mười mấy triệu đô. Sau khi hai sếp đi, Billy phát hiện dưới đất có tiền rơi, nhưng nghĩ lại thấy không đúng, nhất định là sếp đang thử anh. Thế là nhanh chóng chạy xuống tầng, trả số tiền lại cho sếp. Hành động này làm người khác nhìn anh với cái nhìn khác xưa. Bên này, Louis tìm đến những người bạn bè nhờ họ giúp đỡ, nhưng không ai tin anh ta. Thậm chí còn ngay tại đó sỉ nhục anh ta. Hết cách, Louis phải tìm tới hiệu cầm đồ, bán đi chiếc đồng hồ trị giá hơn 6.000 đô của mình. Nhưng chủ quán thấy cách ăn mặc của anh ta, thì cho rằng anh ta trộm chiếc đồng hồ này. Ông ta chỉ đồng ý trả 50 đô. Đến buổi tối, anh ta đi qua một quán ăn, nhưng anh ta đột nhiên nhìn thấy Billy. Nhìn Billy đĩnh đạc nói chuyện với mọi người, trong lòng anh ta không được vui cho lắm, tất cả vốn đều là của anh ta. Thế là anh ta hạ quyết tâm trả đũa Billy.
Người đàn ông này quá thảm thương, hôm qua còn là ông chủ một công ty, hôm nay đã lạc bước xuống làm ăn xin. Nhìn tên da đen cướp hết tất cả của mình, trong lòng anh ta chất đầy uất hận và không cam lòng. Thế là trong ngày lễ Giáng sinh, anh ta định hóa trang thành ông già Noel, rồi lén lẻn vào phòng làm việc của Billy, bỏ tất cả các loại hàng lậu vào ngăn kéo và dùng chúng để hãm hại Billy. Nhưng lúc này, Billy vừa hay vào phòng và nhìn thấy cảnh này. Louis thấy thế liền hoảng loạn, trực tiếp mắng rằng Billy là một phần tử khủng bố. Tiếp đó, hai sếp nghe được âm thanh vội vàng chạy đến, nhìn thấy Louis như thế này, họ đều rất thất vọng, thế là họ đã gọi bảo an đến đuổi anh ta đi. Louis có thể nhìn ra, vụ cá cược của hai sếp đến giờ cũng đã có kết quả. Hai người đã đến nhà vệ sinh hoàn thành cá cược. Hai sếp đã thua mất $1. Nhưng trải qua chuyện này, họ đã quyết định không để Louis trở lại nữa, cũng không để một người da đen tiếp tục điều hành công ty nữa. Nhưng họ lại không nhận ra rằng, lúc này, Billy đang ở một bên đã nghe thấy, anh hiện giờ cuối cùng đã hiểu ra. Thế là anh vội vàng đi tìm Louis để quyết định chống trả. Kết quả anh lại phát hiện Louis đang định tự kết liễu đời mình. May thay anh đã đến cứu kịp lúc, Louis cũng đã bình tĩnh lại. Billy đã nói tất cả mọi chuyện mình phát hiện cho Louis nghe. Anh em nhà Đúc đã đặt cược vào con lợn để hủy hoại cuộc đời tôi ư? Đặt cược bao nhiêu? $1. $1 ư? Được lắm, nếu chúng muốn như thế. Không sao cả, thế là hai người đã quyết định trả đũa. Ngay chính lúc đó, Ophelia lại nhìn thấy người đã thuê mình xuất hiện trên TV. Khi nghe được cái tên đó, hai người đàn ông đã tỉnh ngộ. Thì ra họ đã từng nhìn thấy bảng lương của người thuộc hạ này. Nhưng trên thực tế người này là một tên côn đồ. Anh ta đã làm một vài điều đáng hổ thẹn cho sếp. Họ còn biết rằng, sếp muốn nhận được các báo cáo tuyệt mật về các sản phẩm nông nghiệp, để nhờ đó độc chiếm toàn bộ thị trường, mà điều này đã đóng một vai trò quan trọng để họ chống lại sếp. Thế là Billy đã trở về công ty. Anh đã nghe lén được địa điểm giao dịch của sếp và tên côn đồ. Sau đó mấy người đã cải trang thành hành khách trà trộn vào xe và tìm cách hoán đổi với báo cáo thực. Sau đó lại tiến hành trao đổi giao dịch báo cáo gửi với sếp. Đến ngày mở sàn giao dịch, hai ông sếp vì nhận được tin tức giả kia, biết được năm nay sản lượng nước cam không được tốt nên đã bảo cấp dưới mua nước cam bất chấp mọi giá. Mà động thái này đã dẫn đến mọi người đều làm theo, vì thế giá cả lập tức tăng vọt. Hai ông sếp đều đắc ý cười đến rớt hàm răng giả, mà Louis và Billy cũng chính là đang đợi thời cơ này đây. Bởi vì họ đã dự liệu được rằng hai ông sếp sẽ mua nước cam với giá cao, lúc này bán ra có thể kiếm được một khoản lời béo bở. Bởi vì hai người không ngừng bán ra, dẫn đến giá nước cam đã liên tục xuống thấp. Mà lúc này, trên TV cũng đã công bố báo cáo nông sản của nước cam, căn cứ theo thống kê sản lượng nước cam. Chúng ta có thể kết luận rằng, thời tiết rét đậm không ảnh hưởng đến sản lượng cam. Hai ông sếp liền ngây người, Louis và Billy đều mừng rỡ, giá cả nước cam càng ngày càng giảm. Bởi vì hai ông sếp đã mua vào lượng lớn nên không kịp bán ra, kết quả hai người đã táng ra bại sản. Chúng tôi đã làm rất nhiều điều cho các cậu, sao các cậu có thể làm thế với chúng tôi? Tôi và Louis đã đánh cược. Chúng tôi đã đánh cược là mình sẽ không thể trở thành một người nghèo khổ. Anh ấy không cho rằng chúng tôi sẽ làm được, và tôi đã thắng. Tôi thua rồi. $1 cảm ơn cậu, Louis. Đây thực sự là một cách gậy ông đập lưng ông hiệu quả ấy. Cuối cùng, Louis và Billy đã trở thành người giàu có và tận hưởng cuộc sống mà mình mong muốn. Bộ phim đến đây kết thúc. Trước một nhà tư bản, chúng ta rất nhiều lúc chỉ giống như một gã hề, chịu sự kiểm soát của tiền bạc, lợi ích, địa vị và bị họ điều khiển như một con rối. Sống một cuộc đời thật thảm thương, và chỉ khi chúng ta sống là chính mình, biết độc lập, biết vươn lên, thì chúng ta sẽ không bị kiểm soát bởi tiền và quyền. Khi chúng ta là một người tự chủ, chúng ta mới có được một tâm hồn tự do, mới có thể sống một cuộc đời chân chính. Được rồi, câu chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho mình nhé. Tạm biệt cả nhà.